Xin chào quý anh chị, hôm nay Khanh lại làm một cái hướng dẫn cho nhà mình sử dụng cái khóa thông minh này. Để sử dụng cái khóa thông minh này, tại sao phải hướng dẫn sử dụng? Bởi vì nó kết nối qua phần mềm. Thì trong video này Khanh sẽ chia sẻ với mình cái phần mềm kết nối với cái ổ khóa thông minh để mình có thể quản trị cái ổ khóa thông minh này một cách dễ dàng từ xa hoặc là đứng gần. Rồi bây giờ chi tiết nhà mình sẽ coi trong video này giúp giùm Khanh nha. Đối với cái ổ khóa hiện tại ngay trên tay của Khanh thì mình sẽ có những cách mở truyền thống, đó là mở khóa bằng chìa khóa cơ. Đây chìa khóa cơ. Thì chìa khóa cơ mình có thể là mở phía dưới đây. Rồi, kế bên đây ngay tay của Khanh đó là một cái cổng USB. Thì cái cổng USB này để phòng trường hợp là cái pin trên cái ổ khóa này mà nó hết thì chúng ta sẽ dùng cái sạc dự phòng để chúng ta kích vào để chúng ta có thể vào nhà. Đó là cách thứ hai sau khi mà chúng ta không có sử dụng cái chìa khóa cơ. Nhưng thường á, thì Khanh khuyên mọi người sử dụng cái ổ khóa này là nên để một cái chìa khóa cơ ở ngay trong cốp xe, để mình trong trường hợp mà pin trên chiếc chìa khóa này hết, tuổi thọ của pin trên chiếc chìa khóa khoảng 2 năm nó mới hết. Rồi thì trước khi hết nó cũng có báo là pin yếu để chúng ta có thể đi sạc hoặc chúng ta có thể thay thế pin. Rồi cái việc thay thế pin thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần cái vít ba ke. Đây cái vít ba ke. Rồi. Phần mặt sau của ổ khóa thì mình sẽ có một cái nắp ở đây và một cái con vít thì chúng ta sẽ mở ra. Đây. Chúng ta sẽ mở ra rất là dễ dàng nha. Rồi. Ở đây sẽ có một cái bộ 4 cục pin. Thì 4 cục pin này chúng ta có thể tìm mua ở trên thị trường rất là dễ. Thường các bộ pin này thì Khanh chuẩn bị cho mình là pin sạc, và pin sạc được và có cái dung lượng rất là cao để mình có thể sử dụng trong 2 năm. Còn khi mà mình mua pin trên thị trường thì nhớ sử dụng những cái thương hiệu tốt, Khanh ví dụ giống như là Panasonic, Toshiba để có cái mức độ lưu trữ cho nó lâu nha. Rồi. Nhà mình lưu ý phía trong bản mạch này. Phía trong bản mạch thì nó sẽ có một cái nút tròn nhỏ ở trên đây. Đây, nó có một nút tròn đen đây. Cái nút tròn đen này nó gọi là nút reset. Rồi, tại sao là nút reset? Để chúng ta có thể kết nối với phần mềm, với những cái điện thoại khác, hoặc là khi anh chị dời cái ổ khóa này từ nhà cũ qua nhà mới, hoặc là chúng ta muốn kết nối với một cái điện thoại mới sau khi chúng ta thay đổi những cái điện thoại hàng ngày chúng ta sử dụng, vân vân. Coi như là chúng ta muốn cái ổ khóa này kết nối với một cái điện thoại mới thì chúng ta sẽ nhấn reset. Và khi mà chúng ta nhấn reset thì nó phải có một cái cấu trúc lạnh nữa. Sau khi nhấn reset xong thì chúng ta sẽ nhấn 3 lần số 0 và kết thúc bằng phím thăng để nó có thể là nhận biết được là xóa đi cái thiết lập cũ và sẵn sàng để kết nối với một cái điện thoại mới. Rồi bây giờ Khanh sẽ làm cho mình coi nha. Rồi, bấm vào. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm 3 lần. Rồi, sau khi đã kết nối này xong thì quý anh chị sẽ mở phần mềm là TT-Lock. Phần mềm TT-Lock thì mình có thể là vào Google Play, CH Play để mình download về TT-Lock. Cái phần mềm này là của bên Khanh thì có sẵn là tiếng Việt luôn. À, đây mình vô dấu 3 chấm, rồi mình vô phần cài đặt, rồi mình vô phần ngôn ngữ thì mình sẽ có thể là đổi ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và có rất là nhiều ngôn ngữ để mình có thể là sử dụng. Ở phần mềm này, giao diện đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái dấu cộng. Cái dấu cộng thì chúng ta sẽ bấm vào đây, rồi bấm vào tất cả khóa để cho nó tiện. Rồi khi mà bấm gần đó thì chúng ta sẽ bấm vào khởi động Bluetooth lên để nó có thể là nhận biết được những cái thiết bị ổ khóa xung quanh. Thì khi mà chúng ta nhấn reset rồi nhấn 3 số 0 sau đó nhấn phím thăng thì nó chỉ có tác dụng trong vòng khoảng 1 phút thôi. Tại vì nó còn lưu trữ pin và cái nguyên tắc đó là một nguyên tắc an toàn. Thì bây giờ khi mà tìm không thấy thì nhà mình nhấn lại nút reset. Rồi. Xong rồi mình sẽ nhấn 3 lần số 0. Mình nhấn phím thăng. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm lại ổ khóa nha. Rồi, sau khi thêm lại ổ khóa thì nó sẽ hiện lên. Rồi, mình sẽ bấm dấu cộng.
Rồi. À, như vậy thì nó đã ghép nối thành công và mình có thể đặt tên lại cho ổ khóa này là cửa chính, mình ghi là cửa chính nha. Cửa chính hoặc là cửa phụ gì đó, hoặc là cửa sau vân vân. À, Khanh ví dụ là Khanh đặt cửa chính. Rồi. Rồi bấm OK. Rồi, như vậy thì cái cửa chính của chúng ta đã được kết nối thành công. Và quý anh chị nhìn thấy là cái pin của nó là 100%, như vậy là cái mình sẽ qua cái ứng dụng này mình cũng biết được là cái pin của ổ khóa là còn dung lượng bao nhiêu để mình có thể là sạc, mình có thể thay đổi pin rất là dễ dàng nha. Rồi, sau khi kết nối thành công rồi mình có thể thao tác được ngay, đó là việc mở khóa từ xa. Mở khóa từ xa bằng cách là chúng ta sẽ nhấn cái ổ khóa nhỏ bên phải màu xanh. Rồi, bấm mở khóa từ xa. Rồi mình sẽ đè giữ cái ổ khóa chính giữa. Rồi. Như vậy sẽ mở được cửa thôi, rất là đơn giản. À. Rồi bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn cho mình thêm vân tay vào cái ổ khóa này. Bấm vào thêm vân tay thì chúng ta sẽ bấm vào thêm vân tay. Rồi, thêm vân tay thì chúng ta sẽ bấm dấu thêm vân tay. Rồi đặt tên, ví dụ đi 3. Rồi. Rồi, bấm chữ bắt đầu. Sau khi bấm chữ bắt đầu xong, mình đợi một tí. Rồi, thì mình sẽ thêm vân tay vào. Mình sẽ đặt 4 lần. Mình sẽ đặt 4 lần nha. Rồi. Ok. Như vậy thì dấu vân tay đầu tiên đã được thêm vào rồi. Mình sẽ thêm các thành viên khác, Khanh ví dụ giống như là mẹ. Rồi. Đây mình thêm dấu. Rồi bấm cũng bắt đầu rất là đơn giản. Cái phần mặt này nó rất là nhạy, cái vân tay rất là nhạy nha. Vân tay nó là dạng điện dung á. Nó không phải là dạng quang giống như thời trước. Mình sẽ bấm 4 lần. Rồi. Như vậy là đã thêm thành công 4 cái dấu vân tay rồi. Rồi sau khi thêm dấu thành công thành công 4 dấu vân tay thì mình có thể là đối với những ổ khóa mà đã có ứng dụng phần mềm và đã có vân tay thì mình chỉ xài thường là tới vân tay thôi chứ không bao giờ xài tới thẻ từ đâu. Thẻ từ nó tương tự như cái chìa khóa cơ vậy đó. Bắt công phải xách theo. Thì cái giải pháp mà mình thay thế cái ổ khóa điện tử là không muốn cầm cái gì theo hết mà về nhà vẫn vào được thì mình sẽ sử dụng bằng ứng dụng, mình sẽ sử dụng bằng vân tay để mình vào nhà một cách thoải mái mà không sợ phải bị quên chìa khóa ở cơ quan. Rồi. Cái thứ hai nữa là mình sẽ thêm mật mã. Thì giống như cái video mà giới thiệu về ổ khóa này thì Khanh sẽ bấm vào phần tạo mật mã. Thì ở phần tạo mật mã thì nó sẽ có 3 loại tạo mật mã cho mình chọn, đó là vĩnh viễn, theo thời gian và một lần. Khanh xin phép giải thích lại là 3 lựa chọn này. Vĩnh viễn có nghĩa là mình tạo một cái mật mã dành cho những Khanh ví dụ giống như là những cô chú lớn tuổi, cái vân tay không có thể nhận biết được trên cái ổ khóa này. Đôi khi sẽ có những cái trường hợp như vậy thì mình sẽ sử dụng mật mã. Thì mình sẽ sử dụng mật mã Khanh ví dụ với ông nội đó, Khanh ví dụ. Nhưng mà thường người lớn tuổi thì không có nhớ cái password của mình, thành ra là Khanh khuyên nên ưu tiên vân tay. Nhưng trong trường hợp ông ở nhà hoặc là bà ở nhà hoặc là một người thành viên nào đó mà còn không thể nào sử dụng vân tay được thì bắt buộc mình phải sử dụng bằng password, là mình bấm tạo mật mã. Rồi thì khi mà tạo mật mã thì mình bấm hoàn thành thôi. Đó, mình như vậy thì mình đã tạo xong một cái mật mã dành cho một người rồi. Khi mà vào thì mình có thể đổi mật mã đấy. Nó sẽ cho mình từ 4 đến 9 ký tự thì mình đổi 1 2 3 4 đi. Đó. Rồi, cái cách vào của mật mã thì Khanh sẽ chia sẻ cho mình sau. Rồi, để Khanh giải thích cho mình trước là về theo thời vĩnh viễn. Rồi, theo thời gian. Theo thời gian có nghĩa là nếu mà mình có một người ở bà con ở quê lên ở một tuần lễ thì mình sẽ đặt cái password này là một tuần lễ là nó kết thúc. Rồi, thì thời gian đây thì Khanh đặt là một tuần lễ, một tuần lễ thì ví dụ đi một tháng đi. Rồi, một tháng cho nó nhanh. Rồi. Rồi đặt tên này, chị A lên nhà mình chơi. Rồi mình có thể đặt cho chị A cái password, đây là mã của chị A. Rồi. Password một lần là dành cho người làm. Thì Khanh khuyên là dành cho người làm hoặc là những cái người giống như giao ga, giao gạo hoặc là những người nào mà mình chỉ muốn vào một lần và khi mà đi ra thì họ phải móc điện thoại alo mình họ mới mở cửa được.
Đó thì mình sẽ gấp cho họ password một lần, thì đánh chữ tạm 1. Đấy, tạm 1, tạm 2, mình đặt tên gì cũng được hết. Rồi. Đó là những cái password mà nãy giờ Khanh, đây dành sách mật mã đây. Nãy giờ Khanh hướng dẫn cho mình tạo. Rồi, đối với password vĩnh viễn đây thì mật mã là thì 1 2 3 4 đi cho nó dễ nhớ. Khanh sửa lại nha. À chưa. Nhà mình lưu ý giúp giùm Khanh là đối với mật mã thì mình phải kích hoạt và sử dụng lần đầu tiên, sau đó mình mới thay đổi cái mật mã được. Còn nếu mà mình không sử dụng thì nó sẽ không cho mình thay đổi. Khanh ví dụ giống như mật mã vĩnh viễn là đặt tên là chỗ ông nội đó, thì nó có là 11213903. Đây, mình sẽ bấm vào nha. Mình sẽ chạm vào cái phần mặt trên đây, chạm vào để cho nó nổi bàn phím lên. Rồi. Khanh sẽ bấm là 11 21 3903 3 9 0 3. Rồi, mình sẽ kết thúc bằng phím thăng nha. Rồi, anh lắp. Đó, như vậy là mở được rồi. Sau khi tạo password một lần thì mình có thể đổi được. Đây, đổi được password liền. À, sau khi kích hoạt lần đầu tiên rồi thì mình có thể đổi được cái mật mã. Khanh xin lỗi. À, mình sẽ đổi được mật mã. Rồi, đổi hệ thống rồi. Đó, thì lần sau thì cái mật mã nó sẽ không phải ngẫu nhiên mà nó do mình tạo, thành ra mình sẽ tạo những cái mật mã dễ nhớ để cho những cái người lớn tuổi mình có thể sử dụng được. Rồi, còn những cái mật mã kia cũng tương tự như vậy thôi. À, nó sẽ có thời gian hoặc là mật mã tạm gì đó, mình muốn cấp một cái mật mã tạm thì Khanh nghĩ cũng không cần phải sửa gì hết, cứ để nó đi. Và nhà mình lưu ý cái mật mã đây, mật mã mà phải kết thúc bằng phím thăng thì nó mới vào nha. Còn mình copy cái mật mã này đưa cho người ta mà mình không có bấm phím thăng vào á thì người ta sẽ không vào nhà được đâu. Rồi. Rồi bây giờ Khanh sẽ thử các tính năng lại sau khi đã kết nối thành công rồi, thì hồi nãy Khanh sẽ thêm về vân tay á, thì Khanh sẽ thêm mới có hai thành viên thôi, Khanh sẽ thử ngón tay mà. Này. Rồi, mở cửa. Rồi. Rồi. Đó là những khi mà mình kết nối bằng vân tay và bằng mật mã. Đây là những cái hình thức gọi là tiện dụng nhất khi thời buổi hiện đại này mình sử dụng những cái ổ khóa điện tử. Đó. Còn hồi nãy Khanh đã giới thiệu cho mình về cái tính năng là mở khóa từ xa. Đây, Khanh bấm mở khóa từ xa nè. Mở khóa từ xa này cũng cũng là một cách để cho mình có thể kiểm soát ra vào rất là hay, dành cho những cái người gọi là người làm vệ sinh hoặc là người giao ga, là mình muốn họ chủ động gọi cho mình có thể tự mở cửa và họ đi vào, và sau đó là mình sẽ mở cửa cho họ ra bằng cái ứng dụng này. Rồi, để mình xem lại lịch sử thì mình nhấn vào chữ lịch sử. Đó, lịch sử mở khóa như thế nào thì có những cái lịch sử về vân tay, về password đó thì nó sẽ bị chậm, thành ra khi mà mình vào trong cái ứng dụng này thì nó sẽ chưa hiện ra đâu, thì chắc khoảng 15 20 phút gì đó nó sẽ tự động nó tải, nó kết nối Bluetooth, nó tải vào cái điện thoại của mình, thì mình sẽ nhìn thấy lịch sử của những cái người mà kết nối bằng vân tay hoặc là password đi vào đi ra lúc mấy giờ, vân vân. Rồi, trên đây thì Khanh đã giới thiệu xong về cái cách sử dụng và kết nối phần mềm TT-Lock của bên Khanh khi chúng ta sử dụng một cái ổ khóa điện tử. Thông qua cái video này thì Khanh muốn chia sẻ với nhà mình những cái tiện dụng của một cái ổ khóa điện tử hơn so với cái chìa khóa cơ, là mình có thể keyless có nghĩa là không cần phải đem chìa khóa trên người, không cần phải đem thẻ từ trên người để mình có thể vào nhà và sử dụng ổ khóa một cách thoải mái mà mình không cần phải lo lắng là ổ khóa bữa nay chìa khóa có đem hay không. Rồi, cái chìa khóa bữa nay của mình nó có găm được vào ổ hay không, nó có bị mòn hay không, nó có bị hư hay không. Đó. Đôi khi những cái tình trạng ổ khóa cơ của các bạn xài đúng chìa nhưng mà mở không được, cái đó rất là bình thường xảy ra. Rồi, cái việc mà mình sơ ý, mình lo tập trung vào công việc, mình quên mất cái chìa khóa đem về nhà cũng là một cái giải pháp để mình có thể loại đi những cái suy nghĩ mệt mỏi phải nhớ, để đầu đó các anh chị có thể suy nghĩ được nhiều vấn đề hay hơn, nhiều khi mình ra tiền nữa không chừng. Rồi, cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi video của Khanh. Hy vọng cái video của Khanh sẽ mang lại hữu ích để cho mình có nhiều sự lựa chọn hay hơn.
Bye bye và xin hẹn gặp lại nha. Rồi, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất.